Có nghĩa là em là lang thang ngoài đường. Lang thang ngoài đường không biết gì ăn cơm giờ, hiện tại tôi phải đút. Đút cơm đó. À vậy là mình ăn phải cơm phải đút. Đút luôn. Đó. Chứ không biết một cái gì hết mà hiện nay là lang thang ngoài đường có bầu. Trời, 6 7 tháng rồi. Thì các sơ ở đi quán thấy vậy bắt đầu mới đưa về tôi chăm sóc, cứ lang thang đường đâu ăn cơm giờ là phải đút, chứ còn không biết mà sư gì vệ sinh tại chỗ luôn. Bây giờ là mình phải đút cơm hàng ngày đút luôn. Đút cơm bằng đứng biết mà cái chân sưng cẳng sưng rồi. Rồi chuẩn bị phô quay. Mang thai là cái chuẩn bị phô. Đúng. Mà không có biết ăn biết uống gì hết trơn, vệ sinh luôn, không biết luôn. Có bao nhiêu tuổi biết không? Biết không? Có biết bao nhiêu tuổi? Đừng có. Bao nhiêu? Mấy đứa bé ra cho khác. Biết nghe. Con tên gì biết là con nào ngoài chơi? Hai đứa nào ngoài chơi? Không biết đâu ngoài. Mình đang ở đây chịu hả? Thì nó ở đó. Chịu không? Vâng. Còn lúc đầu tiên là nó đèo đòi neo cổng ra la làng cũng sùm lớn. Bây giờ chịu. Giờ chịu ở vâng. Mình dụ mạo nó nghe không? Vâng. Nói chuyện nó biết. Không, chỉ có tôi nói là nghe thôi, không, không ai nói nghe hết. Ôi vậy thì cũng mừng đi. Chịu ở đây để mình lo đẻ chữa được, chứ còn nếu bây giờ đi ra ngoài thì mới móc đẻ làm sao? Sanh ra làm nó sao? Nó không ăn không uống gì phải đúng. Nó phải ăn vệ sinh thì tôi phải thay cho nó. Còn cái miệng nó nhìn ăn rớt rãi, nó không biết chùi luôn. Vậy à? Gì hết luôn á. Thôi quá khổ rồi. Nó mà đang thang ngoài đường. Rồi con cũng ra. À vậy hả? Là ngồi chứ không có đi được. Dạ ngồi. Bà tự muốn ăn được không chú? Dạ, không, cũng phải đút. Cũng phải đút luôn. Tại bà này đút cho thử vậy. Vậy hả? Người ở bên kế bên hỗ trợ người kia bên. Hỗ trợ. Dạ. Khi nào mà kẹt thì tôi nói mình làm thôi, cũng thôi. Này là vô đây lâu rồi hả chú? Lâu rồi. Vậy hả? Rồi. Thôi. Đi đâu mà? Nhiều cái hoàn cảnh quá đi. Cái này chắc nặng hơn hả chú ạ? Vâng, nhưng mà có nghĩa là không đi lại được thôi. Nhưng mà biết rồi. Không. Không biết không? Có nói được không? Nghe được mà không nói được. Nghe hả? Ở đây có nhiều hơn. Nhiều hoàn cảnh quá trời, con nghĩ là con cũng thành một chút. Chứ còn nếu con nói cho chú bản thân con học được. Vâng, mà khi vô. Tâm thần khi vô rút nhà hết á. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà vô đây là nó cũng được. Gia đình hay là có nghĩa là đây là ngáo mình chưa gối qua anh rút mấy lần rồi sao? Mấy lần rồi chưa người biết này. Hả? Tâm thần sẽ ra mà. Con. Sao? Tâm thần sẽ ra mà. Con. Cái gì? Tâm thần sẽ ra mà. Nó tuyệt bại chứ. Bây giờ là mình không biết là gì. Mình có thể giữ một cái gì ngoài. Không biết cái gì này. Cái này hay. Cái này mới cảm ơn. Mình nắng không hết á. Cũng rất là đau không chú ạ? Nhưng mà bao nhiêu này không có. À này chắc bị tai nạn. À mà đâu biết mình ở đâu, bao nhiêu tuổi không biết đâu. Bao nhiêu tuổi biết không? Dạ. Bao nhiêu tuổi không biết nhà cửa đâu. Đó không có hộp sọ này. Nhưng mà có đi lại được con người ta làm một chỗ á. Đi lại như vậy xin cá nhân được, đỡ cho mình. Dạ vâng. Nha. Thì nó cũng đỡ cho mình, còn nếu mà không đi lại được, không vệ sinh cá nhân được thì cũng rất là cực. Dạ vâng, thì tôi làm hết. Nhưng mà ở đây là có ai phụ với mình không chú chú? Dạ tôi với lại có mấy đứa con đó. À cũng một nuôi nó thử. Cũng phụ với mình. Nó phụ tôi được. À. Nhưng mà mình cháu đi bán. À. Về giờ nói với mình. Ê, đi xe làm này. Ai? Không, ở đây là chú Hoàng không có thuốc nha. À. Đây ngồi nhà ăn. Đâu rồi, bên nhà ăn cái đi. Đâu này, chứ là đồ ăn đó. Đó, là những cái người này chứ là thích. Thích là của nhà trước đó. Đây, à, đây là đồ ăn hàng ngày của mình để cho các cụ ăn đây. Cái này là lúc trước ở nhà nuôi. Nuôi rồi, nuôi, mình nuôi là mình bằng trang dạ, luôn. Dạ vâng, cái đồ là nó cái đợt dịch vừa rồi, cái đồ làm hết bỏ tủ đông à. Để ăn, còn đôi lần đó là cứ làm đó, nuôi đó rồi tự là mình là cứ ít ngày mình lại làm con, ít ngày làm con. Được rồi, nó bị dịch cái, nghe bị dịch cái là bắt đầu mình làm hết bỏ tủ đông, tổng cộng 80 tủ đông. Coi như ở đây là tự cung tự cấp hết. Dạ vâng đó. Đó, tự cung tự cấp. Bây giờ chỉ còn mấy cái trang trại lớn như kia. Không, không. Đây không, còn kia. Không, còn nhiều lắm. Đi đâu? Không biết gì đâu. Đi đâu? Nhà làm sen á. Đi đâu? Về đâu? Làm sen làm gì? À, cho 5 tấm thiệt á. 5 tấm gì? 5 tấm 7 kèm. Đó, nó bị không, à, không có nói dâu đâu. Cụ lớn tuổi bị lẫn. À, 5 tấm 7 kèm. Không có nói dâu. À, ông cụ bị lẫn rồi đây. Ông nói cho ông, ông cho 5 tấm bị kèm. À, 5 tấm bị kèm, là bị kèm. Quá trời luôn. Cho 5 tấm bị kèm để ủng hộ chú Hoàng là đặng nuôi các cụ đâu đây phải không? Năm tấn bị kêu luôn. Anh này đi viện, mới đi viện về nè. À, mới đi viện về, chú mới đưa đi viện về. Tốn cả 10 triệu bạc. Nhé hả? À, chú anh này bệnh sao chú? Dạ, anh ấy bị là
chuyện thì dài lắm, cũng như là nhà đây anh, anh ruột luôn. Ừ, vậy hả? Vâng, hai anh em, ba anh em luôn, ông em mới là một ông nữa mới về. Có nghĩa là nhà là bố mẹ chết hết rồi, có cái nhà tình thương của cha cho. Rồi ở đó rồi cuộc anh này là đi làm cho người ta làm kiếm lấy cơm ăn thôi. Rồi cái ở nhà người ta rốt cuộc con là không biết làm sao. Anh nó bị té nhưng mà người ta không biết là đánh nhà xong rồi về còn liệt nằm một chỗ thối tương thịt luôn. Người ta mang người ta trả cái rốt cuộc con là người ta giới thiệu bắt đầu tôi thấy vậy là cái kiểu không có tiền nằm một chỗ. Bắt đầu tôi mới sốc, tôi đưa viện luôn. Rồi tôi đưa về. Anh đây thối tương thịt này này. Nó là hôm trước là thúi, đâu đấy sợ lắm cái này về là hết cái này nhỏ. Cái kiểu nhà người ta là thúi hết trơn này, cũng khiếp hơn đó. Tốn lắm, ngoài trời. Cái kiểu ở nhà người ta đúng không, có tâm không mới làm được chuyện này. Không biết là người ta thì nó té, để có đủ tay để có ai chăm sóc, để vệ sinh, để trên chỗ á. Ăn cơm đi bác. Cơm đi. Mai anh em luôn á, mà nói chung không có gì cả. Không được gì cả. Ừ, không biết, đa số là không biết rồi. Ngủ hả? Giờ ngủ hả? Ừ, thì ăn đây chỉ có ăn rồi ngủ thôi, chứ có làm gì. Hết cơm rồi. Những người nào tỉnh táo thì để cho một cái khay, còn tỉnh táo thì phải để tô. Còn cái tô, còn nó là tỉnh táo thì cơm riêng, canh riêng. Còn nếu người nào ăn được là mình phải đút. Phải đút, vâng, phải đút. Nó còn những người không tỉnh táo nhưng mà không cho bận ba mi. Bận vô ta xé, tôi phải xin tại chỗ mà ta. Ông nhìn thấy đẹp trai thật sự quá nè. Coi như là đây phải lau dọn hai ông bà luôn. Mà bà vợ mới chết cái đây 2-3 tháng rồi, vợ chú Sáu hả? Bà vợ chết rồi, hai ông bà. Rồi ông có con cái gì không? Có thằng một mà không có vợ, nghèo, nó ở nhà bướm ở Kim Biên Hòa. Nó đi làm công ty đó là đủ tiền nó sống thôi. Không có vợ, không con luôn. Rồi ai đưa ông vô đây? Ông tôi với bà xã tôi vô. Tự vô? Sao biết chú Hoàng này nhận, gửi vô, chú Hoàng không nhận sao? Biết chứ, mẹ ổng hồi nào bây giờ ổng nuôi luôn 4 năm rồi bộ. Thế hả? Rồi giờ thí dụ nuôi 4 năm đó mà giờ vô cái ông đó thôi, giờ nuôi cực quá không nhận nữa rồi chơi rồi ông làm sao? Không, ông tôi biết thôi, chú Hoàng ông bao giờ không có cái đó là. Rồi như theo ông thấy chú Hoàng đây là tốt không hay là không tốt? Ông nghĩa là nuôi tôi nghĩa là đến đổi nghĩa là hai vợ chồng tôi. Nghĩa là cảm ơn Chúa mà xin cho ông được có sức khỏe đẹp. Ông nuôi người tụi tôi đó. Vậy hả? Rồi hàng ngày rồi chú Hoàng cho ăn cực dữ lắm không? Ăn rau luộc, chấm nước tương hay là cho ăn thịt? Ăn thịt, ăn cá không à? Vậy hả? Vô đây thấy sung sướng hơn ở nhà không? Ở đây đỡ hả? Có nhà đâu mà. Không có nhà đâu. Vậy hả? Nhưng mà vô đây là thấy rất là xưa là khỏe phải không? Cơm có người nấu sẵn ăn nhá. Cơm có người nấu sẵn ăn, giường chiếu có người lo, chỗ ở có người lo. Thì vậy là chú Hoàng đây rất là tốt. Vậy mà con tưởng đâu chú Hoàng xấu. Nói chứ con cũng khâm phục chú Hoàng, một người có một cái tâm như vậy ha, mới làm nên những cái chuyện này, mới nuôi được các cụ như vậy. Những đứa em bị bỏ rơi, những đứa trẻ bị lạc đường ha, những đứa trẻ bị lang thang, thấy không, mới làm được cái chuyện này. Còn nếu không có cái tâm thì không ai làm nên cái chuyện này. Nói đúng hơn là nếu mà lập cái nhà tình thương này ra mà nuôi các cụ như vậy rất là cực, không có sung sướng chỗ nào nha, rất cực, bệnh hoạn rồi tiêu tiểu tiện này kia nó rất là cực nha. Nhưng mà các cụ vô đây thì các cụ thấy là chú Hoàng rất tốt. Ở đây mỗi người một cái hoàn cảnh, mỗi người trường hợp không thể kể hết kể ra thì tội lắm. 65 tuổi ha, 65 tuổi đang còn nuôi những người sao dài. Dạ, rồi vậy con cảm ơn cụ, chúc cụ khỏe nha. Rồi. Cái gì đó? Số. Số này làm cái gì? Dò có trúng mình đổi đời không? Chứ không phải trúng để góp tiền ở đây phụ chú Hoàng hả? Không, giấy số của ngày nào, tháng nào đây nè. Thì phải mới nói. Đó, giấy số của ngày nào đó mà vô cũng đòi dối. Vậy mới nói. Cái số thì có nửa tờ thôi. Cả năm này để coi ngày tháng này đúng. Đúng chắc lãnh được nửa tiền. Được, có cái này. Số cũ. Vậy số cũ là lãnh nửa tiền thôi. Nửa tiền bao phải không? Nửa tiền. Không biết, đa số là không biết gì. Kệ đi. Vậy có cũng là cái thú vui. Đó. Em chứ giờ vô đây buồn. Con cái mình đỡ buồn. Đỡ buồn. Đi vậy đỡ buồn. Có cái hy vọng. Ăn cơm chưa? Dạ rồi. Thế hả? Ăn ngon không? Dạ ngon, mới ăn xong. Rồi. Sao? Đây bà cụ này là cũng không có con sọ này.
Chắc bị tai nạn. Bị tai nạn nhưng mà cũng không biết bà đâu, cũng như là bây giờ mình không biết nguồn gốc đâu luôn. Không, đa số là đây là như vậy. Không, không biết nguồn gốc. Không, bà gọi là cũng như là cái trường hợp của bà này. Gia đình có con cái rồi cũng không ai đi không, tìm. Không, đây là thực tế ra trường hợp những người như vậy. Bà này là đưa đi về để chờ chết chứ không để cho bà sống. Có nghĩa là bà ở ở bệnh viện Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh được. Mà bệnh viện đưa về đây 10 người chết 8 người, chỉ còn sống 2 người. Có nghĩa là bà này á là cái linh của bà là bà bị việc là tai nạn ở ngoài quận Bình Tân. Cái công nhân quận Bình Tân đưa vô bệnh viện Bình Tân. Bà nặng quá thì Bình Tân nên đi kể là vui đây. Trở về cái bệnh viện, có nghĩa là không còn can thiệp y tế nữa. Đó là người ta mới gửi về đây để chờ đi thôi. Cứ như là bà làm thực vật cũng như là tiểu bằng đặt ống này, ăn lúc mới về cũng đặt bằng ống. Rồi bà khỏe tự động mà rút cái ống ra rồi. Dạ. Đó, bây giờ thì bà sống, tức là bà về đây là 6-7 tháng rồi. Người nhà cũng ai tìm hết. Không ai biết, mình bà đâu có biết tên bà. Thì thôi bây giờ Thanh Tuấn đến đây thì Thanh Tuấn cũng nhắn gửi đến các gia đình. Rất nhiều người thôi. Nha. Đến các gia đình mình, nếu mà có người thân bị thất lạc, nha. Thất lạc không tìm được, cứ đến ngay nhà tình thương của chú Hoàng. Ở đây chỗ nào chú? Đây nó là nói về địa chỉ cơ gọi gọi chứ. Nó là ấp Gia Yên. Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Rồi, thì các gia đình mình nếu mà có người thân mà không tìm được thất lạc hay gì đó, cứ đến ngay chỗ nhà tình thương chú Hoàng để mình có thể nào mình còn tìm được người thân hay không. Chứ chú Hoàng đây là rất là nhiều cụ, rất là nhiều người là không có người thân để tìm. Chú Hoàng đem gì để nuôi mà bây giờ không biết người thân ở đâu, không biết quê quán ở đâu. Thì Thanh Tuấn cũng nhắn gửi đến các gia đình mình, nếu mà có người thân ai mà bị thất lạc đó, các cụ thất lạc hay những em bé thất lạc, thì cứ đến ngay chỗ nhà tình thương của chú Hoàng đây để mình tìm coi có thể mình nhận được người thân của mình hay không. Chứ như cụ đây thì cụ bị tai nạn rồi từ trong bệnh viện rồi đưa ra chú Hoàng nuôi, thì bây giờ không biết là người thân của cụ này ở đâu, là người thân là ở đâu, con cháu ở đâu, quê ở đâu cũng chẳng biết luôn. Thì các gia đình mình đó, thì nếu mà người thân mình không tìm được thì cứ đến đây để mình dò xét, mình tìm coi có gặp người thân mình hay không. Chứ đây rất là nhiều cụ, bây giờ không biết quê quán ở đâu mà người thân cũng không tìm không gì hết. Chứ nhà cứ nghĩ là chết rồi nhưng thật sự chú Hoàng nuôi ở đây. Rồi Thanh Tuấn xin nhắn gửi đến mấy lời vậy thôi. Đó cũng bà cũng biết rồi. Nói tất cả là trong lý ăn lãnh tự đặt chứ đâu phải tin gì quan đâu. Rồi, quê rồi. Ở đâu? Anh làm nghề gì? Dạ Cát Tiên. Làm nghề gì? Dạ nghề khoa học cổ xưa và hiện đại. Học cổ xưa hiện đại. Khoa học cổ xưa và hiện đại. Bác học chứ. Anh là bác học á hả? Dạ. Bác học này làm cái gì? Sáng chế cái gì? Thức cái gì là phải được cái đó. Dạ. Thức cái gì phải được cái đó. Dạ. Rồi ba mẹ đâu? Dạ quá. Ba mẹ đâu? Giờ mất hết cái điều được mấy giờ mất. Ba mẹ đi công việc con không có biết. Dạ. Mẹ con tự do lắm. Dạ. Con tự do. Rồi ai đây biết không? Dạ ba là nuôi. Tên gì biết không? Chú. Tên chú hả? Dạ. Ba nuôi tên gì? Ba nuôi con không dám biết. Sao hả? Con còn nhỏ không dám biết gì. Không vậy hả? Không biết đặt sinh hỏi của con. Không biết không? Mà đều biết vẫn vết sân rồi cái sai cái này chưa nó còn làm được nữa. Đó. Vâng. Ở đây cũng giữ. Không đi, không phải đi, không gì hết. Qua học câu chuyện. Là có những hình những người chết này. Những người đã không có sọ đó, hầu như là không có sọ luôn này đó. Cũng lang thang không biết mình ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi không biết. Ngồi nhà không đi tìm. Vâng, nói bảo chết rồi tôi chôn cất luôn chứ không biết. Rồi, bởi hồi nãy con có nhắn mấy lời như vậy thì sau này chắc có lẽ là nhiều người cũng hộp sọ đó. Người thân người ta không tìm được, người ta sẽ đến đây người ta tìm. Không biết. Còn rất là nhiều, rất là nhiều. Cũng cần 108 người, hôm nay thì hôm nay cũng bị gù lưng này. Cậu làm chết năm 20, gù cái lưng. Cũng không biết ở đâu, đa số là không biết người ở đâu. Còn rất là nhiều. Vâng. Kết thúc cái clip ở đây tại đây. Xin kính chúc chú Hoàng được mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe để mình còn là phải lo cho những người lạc đường
những người nhà già đeo đó, những em bé bị bỏ rơi, chú Hoàng nhận nuôi hết, thì con cũng chúc chú Hoàng có nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều nhà tài trợ và nhà hảo tâm sẽ ủng hộ cho chú làm những cái việc như vậy rất là hay, rất là ý nghĩa, rất là nhân văn. Con cũng cảm phục chú, một người đàn ông mà đem về nuôi mấy trăm người như vậy đó, cho đến khi nào cuối đời chú Hoàng cũng lo mồ yên mã đẹp hết, thì cũng xin chúc chú Hoàng đôi điều như vậy. Chú Hoàng có lời nào để nhắn gửi đến cộng đồng mạng và các cô chú chị xem kênh? Trước tiên thì cảm ơn các anh đến nhóm chia sẻ cuộc sống thật sự cái này tình cờ các anh đến đây để là làm phóng sự quay cảnh ở đây, chứ tụi tôi ở đây thì hồi nào giờ chưa dám lên, chẳng dám mà đưa lên để là chia sẻ hay xin gì của ai hết. Dạ đúng, ở đây giấy phép chưa có và thật sự là cái số nhà đến nay cũng chưa có, rất là nhiều cái trăn trở rất là khó về mọi mặt. Thành nó nói với mọi người cũng thông cảm, thật sự đây là âm thầm để mình làm vì cái tâm mình là một yêu mến Chúa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Thương người ta như Chúa vậy là thương người ta hơn mình, thì mình thương thế chứ ngoài ra mục đích gì hết. Thì nhờ các anh là tình cờ đến đây là quay đây, tôi cũng rất là cảm động, thì thật sự là cũng không biết gì hết, chỉ biết là cảm ơn nó là các anh trong nhóm đến đây giúp đỡ tôi và tất cả cộng đồng mà có thể là biết được thì đồng cảm với những người có thể ở đây. Tôi xin hết lòng cảm ơn và nguyện vọng của tôi tất cả ở đây thì tất cả mọi người. Con bác cho số điện thoại với chị. Số điện thoại là 0939669276. Địa chỉ ở đây nó là ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Gia Kiệm. Gia Kiệm, Giúp Mơ Gia Kiệm. Rồi, con chào chú nha.